vọng sẽ có thêm sự kết nối, sự hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu, các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ của các chính phủ các quốc gia, định chốt tình hữu nghị giữa Việt Nam, Hà Lan và Nhật Bản ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn.